Hello, hello. Xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà ở Pháp Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà phố bán cổ điển nằm ngay trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này với diện tích rất khủng nha, ngang 4m2 và độ dài của nhà mình là 18m. Được xây dựng với kết cấu một trệt đúc kiên cố 3 lầu. Nhà mình sẽ được bố trí phòng ngủ và các phòng bên dưới full nội thất luôn. Và nội thất của chủ nhà thì lên tới 500 triệu đồng, ốp trần full gỗ nha. Có đầy đủ nội thất như sofa, bàn ăn, tủ rượu, tủ âm tường, kệ tivi và đặc biệt thì có máy lạnh luôn. Nhà mình thì với hướng chính là hướng chính nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Đây là mặt tiền, thì chúng ta cùng kéo lại gần để xem gần hơn nha. Có bố trí cây và dây leo ra trước này, mái lệch. Đấy, một căn nhà xây mới và đã có sổ hồng hoàn công rồi. Anh chị nào muốn sở hữu thì chúng ta mua ngay đi thôi. Phía trước nhà mình là một con hẻm, một trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm trước nhà rộng 5m, cách trục đường Thống Nhất khoảng tầm có 20m đi bộ thôi, rất gần với trục đường Thống Nhất của nhà mình luôn. Và hẻm này thì xe hơi 4-5-7 chỗ có thể di chuyển vào trong nhà nha. Hẻm một trục và chúng ta cùng Hưng di chuyển vào bên trong nha. Đây, một con hẻm rất thẳng luôn, hẻm thông nha cả nhà. Nhà mình sẽ có một bộ cổng bằng sắt cực kỳ chắc chắn nha. Và bên trong thì chúng ta được bố trí là một khoảng sân đậu xe gắn máy dài khoảng tầm 2m rưỡi. Chúng ta thoải mái đậu được 5-6 cái xe máy ở đây. Đấy. Phía bên tường thì sẽ được ốp gạch cao lên khoảng tầm 1m. Và chúng ta sẽ được ốp trần gỗ lên bên trên. Một căn nhà được ốp rất nhiều gỗ cao cấp luôn. Hướng chính nam, giá cực rẻ, chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng thôi. Chúng ta sẽ có một bộ cửa chính là cửa gỗ căm xe nha. Bộ cửa gỗ căm xe lên tới trị giá 40 triệu đồng. Và bên trong này sẽ là khu vực phòng khách và có thể đậu xe hơi đây được, rất dài. Căn nhà ngang 4m2, dài tới 18m. Nằm ngay trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trần thì nhà mình sẽ được ốp full gỗ cao cấp. Gỗ này là gỗ xoan đào nha. Và chúng ta phía bên tường bên trái cũng được ốp gỗ luôn. Có tủ rượu này, quầy bar, một bàn ghế sofa và trang trí một cây hoa mai giả. Và hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2019 rồi, là ngày lễ Noel. Và cũng nhân dịp lễ Giáng sinh Noel thì nhà đất Bá Hưng cũng xin gửi lời kính chúc sức khỏe. Chúc đại gia đình nhà mình có một mùa Noel vui vẻ, sum vầy và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Và đừng quên ủng hộ kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bằng một lượt đăng ký kênh và một lượt ấn vào biểu tượng chuông nha. Đấy, chúng ta sẽ được bố trí trên trần gỗ xoan đào, nội thất lên tới 500 triệu đồng. Bên này có một tủ rượu, sàn gạch bóng kính gạch 80 nha. Ở đây gia chủ có đổ bê tông, chúng ta thoải mái di chuyển xe hơi lên trên này. Khoảng này rất dài, dài khoảng tầm 10 mét. Và gia chủ cũng có trừ làm một khoảng sảnh dứa này, rất đẹp nha. Một khoảng ốp gạch rất đẹp. Đấy. Bên trong này thì anh chủ nhà cũng có làm cho nhà mình cầu thang theo hình chữ V này. Và trang trí cây, bên dưới có một bộ tủ. Phía bên này thì sẽ được trang trí từng chút thảm cỏ và hoa lá nhân tạo, rất đẹp và xanh nha. Có một bức tranh phong thủy này. Đây, trên cũng làm từng chi tiết một, rất đẹp và bắt mắt nha. Với giá 6 tỷ 700 triệu thì đây được xem như một căn nhà giá rẻ còn sót lại trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, ngay sát với đường trục đường Nguyễn Văn Lượng và siêu thị Lotte Mart luôn. Và cầu thang nhà mình sẽ là bọc gỗ xoan đào hết luôn. Và
phía trụ và tay vịn là gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly. Đấy, cầu thang cũng bọc gỗ luôn nha, một căn nhà làm rất nhiều gỗ luôn, toàn bộ là gỗ xoan đào và gỗ cam xe. Sàn trong bếp thì sàn gạch 80, có tặng một bộ bàn ăn 6 ghế này. Bên tường này cũng ốp gỗ luôn nha. Và đây một anh chàng kiến trúc sư có thâm niên trong nghề khoảng tầm 20 năm và đã thiết kế ra rất nhiều mẫu nhà đẹp để lại tên tuổi và tiếng vang đến các quận lân cận rồi. Trong này là khu phòng bếp, thì khu vực tủ bếp của nhà mình cũng là tủ gỗ cắp xe. Đấy, rất rộng và nhiều ngăn nha. Một căn nhà vừa mới xây xong vào cuối năm 2019, đầu năm 2020. Đây thì sẽ được ốp gạch lên hết tường. Đấy, có một cái bồn rửa tay ở bên ngoài, hướng chính nam nha. Một toilet ở phía dưới. Nhà mình thì sẽ được bố trí 4 phòng ngủ, 5 toilet, có phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía trước và có đầy đủ nội thất luôn. Chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1, phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Giá bán chỉ rất rẻ, chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng. Và đặc biệt thì anh chị nào liên hệ tới bên nhà đất Bắc Hưng thì sẽ có một giá ưu đãi nhất trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp, quận Tân Bình cũng như là quận 12, sẽ rẻ hơn các bên khác lên tới tầm 100 đến 150 triệu. Căn này chỉ có 6 tỷ 6 thôi nha, thương lượng mạnh. Và nếu anh chị nào thiện chí thì hãy sẽ có một giá cực kỳ rẻ luôn. Sàn phòng ngủ sẽ là sàn gạch 80 này. Chúng ta được tặng sofa, cái chỗ uống nước trà nhỏ nhỏ thôi. Phòng rất rộng nha các nhà. Một giường nệm, chân gà gối đệm có hết luôn. Trên chúng ta cũng có trang trí những bức tranh. Đây, có một cái quạt thông gió. Và đã có đường ống, đã có sẵn máy lạnh nha. Đấy, trần thạch cao, có ống gỗ này. Nhà ngang tới 4m2, cực rộng, dài 18m. Di chuyển xe hơi vào trong nhà thoải mái. Hẻm trước nhà 5m, hẻm một trục đường Thống Nhất, phường 11. Và giá nhà đất ở trục đường này cũng rất cao nha. Theo Hưng là căn nhà này chúng ta có thể mua đầu tư bán lại được. Chúng ta có bộ cửa gỗ cam xe này. Phía ngoài này là khu vực ban công ở lầu 1 nha. Ban công rất chi là rộng nha. Ban công tới tầm 3m đấy. 3m, 3m rưỡi. Anh chị chủ nhà cũng có bố trí là một khoảng cho nhà mình thư giãn và uống cà phê, uống trà ở đây. Đây trên có treo, này, có treo những cái chậu hoa và trồng cây dừa. Đấy, có bố trí một cái bàn ở ngoài này. Hướng chính nam nha. Theo Hưng thì chúng ta mua căn nhà này ở thì rất tuyệt vời. Nhà diện tích dài, di chuyển xe hơi vào thoải mái. Hẻm một trục, hẻm thông và mới được trải nhựa lại, cũng rất đẹp. Đấy, nhà thì đã có sổ hồng rồi. Mỗi phòng ngủ thì có một toilet riêng. Và chúng ta di chuyển sang bên này thì có phòng ngủ số 2. Cửa vẫn là cửa cắm xe. Và đặc biệt thì ở phòng ngủ số 2 nhà mình sẽ có cửa sổ ra phía sau nha. Như vậy thì rất thoáng và mát rồi. Đấy, máy lạnh mới này. Trên ở đây sẽ được biến đổi thành trần thạch cao, chỉ làm một chút gỗ thôi. Đây, giường, nệm đầy đủ, có cả gương soi luôn. Phòng rất rộng nha cả nhà. Phòng này thoải mái ở được một gia đình nhỏ luôn, rất rộng. Trang trí cũng rất bắt mắt, rất đẹp. Và giá tiền thì cũng phải chăng rồi. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4. Đặc biệt thì căn nhà mình được làm cầu thang bọc gỗ đỏ, gỗ gõ đấy. Đấy, cầu thang rất tốn tiền, cực kỳ sang trọng. Đây là phòng ngủ số 3, thì cũng giống như bên dưới. Ban công trên này được bị thu nhỏ lại. Đây, chúng ta cùng xem này. Một căn nhà phố ngang tới 4m2, dài 18m, công nhận trong sổ là
67 mét vuông. Đấy. Gần 70 mét. Phía bên này là khu vực phòng ngủ số 4. Phòng nào cũng có máy lạnh và có giường đệm đầy đủ rồi. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực sân thượng, phòng giặt, phòng thờ nha. Đây, toilet nhà mình này, rất rộng. Có đầy đủ thiết bị, bồn cầu, bồn rửa tay, vòi tắm tự động, có cả gương soi. Thiết bị là hãng cao cấp Inox nha. Và di chuyển lên trên là khu vực phòng ngủ số... khu vực phòng thờ và phòng giặt sân thượng. Phía đây là khu vực phòng thờ này. Đây, có trang trí bố trí một cái kệ để thờ rồi. Bàn thờ rồi. Trên thì cũng có đèn. Và cửa sổ phía bên hông. Hai bên hông luôn. Phòng thờ rất rộng nha. Phía sau này, phía trước này của nhà mình sẽ là khu vực phòng giặt và sân phơi đồ. Đây, cũng rất rộng rãi và thoải mái luôn. Đấy. Trên thì đã được lợp mái rồi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý hàng xem video hãy nhớ đăng ký kênh. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video để kênh YouTube Nhà Đất Bác Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau. Xin chào.